Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Hoàng Hậu thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 116 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Các bạn trước khi nghe chuyện hãy nhấn like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn hãy donate cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả của mỗi video. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đến với 116 Độc Bộ Thiên Hạ Thạch Trư ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lại nói, Diệp Húc lúc bấy giờ hít một hơi thật sâu, dùng sức ném đi, ném Thạch Tinh Vân tới đám người Thạch Tinh Hải ở đằng xa. Sức mạnh của hắn quá lớn, trực tiếp ném Thạch Tinh Vân ra trăm dặm, bay qua đỉnh đầu đám người Thạch Tinh Hải, rơi xuống bờ đối diện của Hoàng Tuyền. Đám người Thạch Tinh Hải đều quay đầu nhìn, ánh mắt đi theo tung tích của Thạch Tinh Vân. Đám người đó chết chắc rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Húc vỗ vỗ cánh tay, cười nói với Ma La Dư, mà lúc này nàng ta đang chố mắt ra mà nhìn. Diệp thiếu bảo, ngươi còn có thể xấu xa hơn được nữa hay không? Ma La Dư chớp chớp mắt nhìn về phía Diệp Húc lắp bắp, vừa tức lại buồn cười nói. Trong nháy mắt khi Thạch Tinh Hải và đám đệ tử tinh cung quay đầu lại kia, lập tức ánh mắt kinh động đến âm hồn vị nữ vu hoàng không đầu kia. Đám người bọn họ từ bên ngoài Mai Cốt chi địa này một đường bình an đi đến nơi đây, chứng tỏ thực lực của bọn họ cực kỳ hùng mạnh. Suy cho cùng thì đường Diệp Húc và Ma La Dư đi là thông đạo an toàn mà Ma Hoàng đã mở ra. Bình đẳng vương thái tử cũng có con đường an toàn riêng. Chuyển luân tiểu thánh vương thì tu luyện tâm pháp lục đạo luân hồi bảo quyển, tương đồng với mảng thế giới này. Chỉ có đám người Thạch Tinh Hải không có những ưu thế đấy. Nhưng những người này lại dựa vào hai tòa trận pháp là Đại Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận và Tinh Không Trụ Quang Đại Trận, một đường đi đến nơi này, cứng rắn đánh ra một con đường để đi. Có thể thấy được những người này chỉ e là tinh anh trong tinh anh của Chu Thiên Tinh Cung. Mặc dù là Diệp Húc cũng không dám nói mình có thể xông vào nơi Mai Cốt chi địa này, đánh ra một con đường bình an đi qua. Nhưng trước mặt âm hồn không đầu của vị vua hoàng này, cái gọi là tinh anh kia dường như giống giấy kẹp, bị nữ tử không đầu kia nhẹ nhàng nhấc lên, liền hái lấy cái đầu đi, đột tử tại chỗ, không hề có chút sức phản kháng nào. Trong chớp mắt liền có 5-6 người chết, biến thành những thi thể không đầu. Đám đệ tử Chu Thiên Tinh Cung giận dữ, bọn họ đi đến tinh cung trước nay chỉ có ta giết người, không có người giết ta, kiêu ngạo ngang ngược. Mặc dù ở hàng cổ ma vực, thậm chí cả Ma La Dư, con gái của Ma Hoàng, cũng không để vào trong mắt, dĩ nhiên là một bộ dáng ông trời thứ nhất, ta đứng thứ hai. Đây là lần đầu tiên bọn họ nếm mùi đau khổ lớn như vậy, liên tiếp bị tiêu diệt đi mấy người, nhưng vẫn không hề loạn trận tuyến, mà tới các loại vu bảo lên thi triển các loại vu pháp tế trận đồ, đều đánh tới nữ tử áo trắng không đầu kia. Thế công của bọn họ không thể nói là không linh hoạt sắc bén, công kích không thể nói là không mạnh, nhưng chưa đi đến được trước người âm hồn vị nữ vô hoàng không đầu kia, tất cả vô bảo, tất cả vô pháp, tất cả trận đồ đều sụp đổ, hóa thành cho bụi, không còn tồn tại nữa. Âm hồn nữ vô hoàng không đầu tuy không thi triển bất cứ vô pháp vô bảo gì, nhưng hư không quanh cô ta như có một loại sức mạnh kỳ lạ, đủ để phá nát tất cả những vô pháp vô bảo nào đánh tới. Nàng ở trong rất nhiều công kích vẫn giống như một vị tuyệt thế nữ tử bước ra từ trong tranh, không nhanh không chậm, giơ đôi bàn tay trắng muốt lạnh lẽo ra bóp lấy cổ một gã đệ tử Chu Thiên Tinh Cung, hái đầu xuống, cố gắng đầu lên đầu mình, một lần tiếp theo một lần lại bóp nát ba cái đầu, rồi khẽ thở dài nói, không phải đầu của ta, đầu của ta ở đâu? Nàng ta thở dài theo ánh mắt bắt tới những người khác. Đây là con quái vật gì vậy? Những đệ tử tinh cung còn lại trong tâm đều là tuyệt vọng, thậm chí cả ba lão giả mặc áo bỏ xám tam tương cảnh địa tương kỳ còn lại, trong chớp mắt đã có hai lão bị âm hồn không đầu hái đầu đi, biến thành thi thể không đầu, ngã vào trong dòng sông Hoàng Tuyền. Thiếu chủ, cậu đi trước đi, tôi sẽ ngăn cản nó lại. Tên lão già cuối cùng kia lấy lại tinh thần, tế tất cả tinh quân địa tương chân thân của mình lên, liên tục quát lớn thúc giục Đại Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận và Tinh Không Chủ Quang Đại Trận không hề chùn bước, đánh tới âm hồn không đầu của vị nữ vô hoàng kia. Hắn hét to, ta không tin ngay cả chấn cung trận pháp của Chu Thiên Tinh Cung ta
cũng không thể gây thương tổn cho con quái vật này. Ngay sau đấy, âm hồn không đầu xuyên qua tầng tầng lớp lớp trận pháp, không đếm xỉa đến bất cứ công kích nào, đi đến bên người của lão ta, hai tay đặt lên trên cổ của lão, nhẹ nhàng hái cái đầu của lão xuống. Thiếu chủ, mau đi! Thêm nhiều đệ tử tinh cung lao lên, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ phải chết, thế nhưng cũng không hề chùn bước lại. Thạch Tinh Hải run run đôi tay, nhìn thoáng qua nơi đệ đệ Thạch Tinh Vân rơi xuống, chỉ thấy lực ném của Diệp Húc thật lớn, trực tiếp ném Thạch Tinh Vân đến bờ bên kia sông Hoàng Tuyền. Trong lòng thoáng yên tâm, xoay người lao đi dọc theo Hoàng Tuyền lộ. Các vị sư huynh sư thúc, mối thù lớn của các người này ta nhất định sẽ báo, và làm cho Diệp Húc Diệp thiếu báo nợ máu trả bằng máu kìa. Trong tâm hắn đã tức giận tới cực điểm rồi. Lấy tài trí của hắn, đương nhiên có thể nghĩ ra Diệp Húc ném Thạch Tinh Vân ra xa chỉ sợ là để dẫn dụ nữ tử áo trắng không đầu kia ra tay đối phó với đám người Chu Thiên Tinh Cung. Vì sao Diệp thiếu báo lại ném Tinh Vân qua đó, sau đó à đàn bà không đầu kia lập tức ra tay đối phó chúng ta đấy? Tốc độ của hắn cực nhanh, lao vụt qua Hoàng Tuyền lộ, đột nhiên trong đầu lóe lên một suy nghĩ, nghĩ đến điểm quan trọng. Diệp thiếu báo chính là muốn khiến chúng ta quay đầu lại. À đàn bà không đầu kia chắc chắn không thể nhìn thấy chúng ta, nhưng khi chúng ta quay đầu, à liền có thể cảm ứng được ánh mắt của chúng ta. Thạch Tinh Hải mừng rỡ, vội vàng dừng bước chân lại, xoay người quát lớn. Tất cả mọi người nhắm mắt lại. Hắn đứng tại chỗ cũng chưa kịp nói cho hết lời, bởi vì trên Hoàng Tuyền lộ trống không, chỉ có sông lớn mênh mông, sóng từng trận ào ào. Vị nữ tử áo trắng không đầu kia đang bay tới chỗ hắn, mà tất cả đệ tử tinh cung trong nháy mắt đã chết hết, không còn ai sống. Thạch Tinh Hải im lặng đứng trên Hoàng Tuyền lộ, đột nhiên thét to một tiếng, nhắm hai mắt lại, xoay người đi đến cuối Hoàng Tuyền lộ. Diệp Húc và Ma La Dư đang trên con đường đi đến chỗ sâu nhất trong Mai Cốt chi địa. Hai người dần dần cảm giác được những làn hơi thở của Vu Hoàng truyền đến. Loại hơi thở này cực kỳ trầm trọng. Từ khoảng cách của bọn họ tới trung tâm Mai Cốt chi địa càng gần, hơi thở lại càng nặng. Không chỉ như thế, trên đường dần dần tràn ngập đủ loại ma khí, có U Minh, A Tỳ, Nê Lê, Liệt Hỏa, Hàn Băng, Huyết Chỉ, Hắc Thẳng. Ma khí nơi này chính là sau khi Vu Hoàng chết, nguyên thần của mình phân giải ra, đem tu vi của mình khi còn sống trả lại cho thiên địa. Ma tộc tu luyện khác với vu sĩ loài người. Vu sĩ loài người dựa vào nguyên khí thiên địa để tu luyện. Nguyên khí thiên địa bao gồm 3 loại là Chu Thiên Tinh Lực, Thái Dương Nguyên Khí và Linh Khí. Mà ma tộc thì lại tu luyện bằng ma khí. Bởi vậy nơi này tuy nhiều ma khí, nhưng với Diệp Húc mà nói thì chẳng hề có chút tác dụng nào. Ngược lại, hắn còn phải ngăn cản ma khí xâm nhập, miễn cho mình bị ăn mòn tu vi cùng thân thể. Nhưng đối với Ma La Dư mà nói thì đây đúng là một thánh địa tu luyện vô thượng. Hô hấp thổ nạp những ma khí đó sẽ giúp cho cô nàng nhanh chóng trị liệu thương thế, khôi phục lại tu vi. Vị nữ vô hoàng này chết trận ở biển oan hồn, khí thế hóa ra mảng thiên địa này. Mỗi một bông hoa ngọn cỏ đều ẩn chứa hơi thở của nàng ta, thâm tàng bất lộ. Mà ở trong này chúng ta có thể cảm nhận được hơi thở của vô hoàng, chứng tỏ ở chỗ sâu trong Mai Cốt chi địa có thi hài của nàng ta. Diệp Húc chớp động ánh mắt cười nói. Ma La Dư ừ một tiếng, đôi mắt đẹp tiếp tục nhìn khuôn mặt của Diệp Húc, có chút không yên lòng, đột nhiên cười khanh khách nói. Người nói thử xem, những tên Chu Thiên Tinh Cung kia bị người ám hại, có thể toàn quân bị diệt hay không? Diệp Húc lắc lắc đầu cười nói. Những người khác có lẽ sẽ chết, nhưng Thạch Tinh Hải chắc chắn sẽ là sống sót. Kẻ này tâm trí bất phàm, tốc độ phản ứng không chậm. Nếu như hoảng loạn, có khi sẽ loạn trận tuyến. Nhưng chỉ cần hắn định thần trở lại, chắc chắn sẽ phát hiện ra cách phá giải Hoàng Tuyền lộ. Hắn có chút kinh kỵ với rất nhiều cường giả Chu Thiên Tinh Cung. Nếu là một mình Thạch Tinh Hải, hắn còn có tin tưởng để đấu một trận. Nhưng lần này cao thủ tiến vào biển oan hồn rất nhiều, những người này liên thủ lại thúc giục Chu Thiên Tinh đấu đại trận và trụ quang đại trận, thậm chí cả nhân vật như Bảo Nguyên Đại Thiền Sư đều ăn mệt lớn, bị nhốt ở trong trận, thân thể lập tức liền lão hóa đi cả trăm năm. Bằng không với thực lực của Bảo Nguyên Đại Thiền Sư cũng sẽ không dễ dàng bị chuyển luân tiểu thánh vương vây khốn, hóa thành heo, bị phá vỡ kim thân. Với lại đám đệ tử tinh cung hợp lực tế đại Chu Thiên Tinh đấu đại trận lên, những tinh cung nguyên thần trong trận đều hóa thành pháp tướng chân thân, thực lực cực kỳ hùng mạnh, lực công kích mạnh đến mức có thể tạo thành tổn thương lên thân thể nhân hoàng của Bảo Nguyên Đại Thiền Sư. Cho nên bất kể là như thế nào đi chăng nữa, Diệp Húc cũng phải loại bỏ vây cánh của Thạch Tinh Hải trước. Nếu không bị đám người này vây công, hắn sẽ không có mấy phần thắng. E rằng chỉ có tế Liệt Hỏa Minh Tôn lên mới có thể chống lại hai đại trận pháp, đánh chết những người này. Diệp thiếu báo, khuôn mặt thật sự của ngươi đến tận cùng là dạng gì vậy? Ta không tin ngươi thật sự có độc huyết thống của hoàng tộc đế thích kìa.
Ánh mắt của Ma La Dư tiếp tục dừng trên khuôn mặt của Diệp Húc, đôi mắt đẹp chớp động, cười khanh khách mà nói: "Cùng ngươi ở một chỗ lâu như vậy, ta còn không biết diện mạo thật của ngươi. Nếu chẳng may ngày nào đó ở bên ngoài mà gặp ngươi, tỷ không cẩn thận chém phải ngươi rồi, chẳng phải là ngươi sẽ bị chết oan chết uổng hay sao?" Diệp Húc không biết làm sao, lúc này mới tán đi chân thân hoàng tộc đế thích, khôi phục tướng mạo vốn có, vẫn là quần áo lam như trước, cùng một gương mặt thanh tú. Ánh mắt Ma La Dư sáng lên: "Bộ dạng cũng không xấu, tam tam, tỷ nhận ngươi tên đệ đệ này." Diệp Húc lắc đầu bật cười, cô ma nữ này đến nay vẫn còn nhớ mãi không quên chuyện khi mới gặp nhau. Hai người tiếp tục đi, Diệp Húc yên tâm, tĩnh thần, bộ não nhanh chóng vận chuyển, không ngừng suy diễn bản vương khai thiên kinh, dung nhập đại tiểu chu thiên tinh đấu cấm pháp vào trong đấy. Nguyên là hắn chỉ lấy được tiểu chu thiên tinh đấu vi trần cấm pháp cuốn thứ nhất và đại chu thiên tinh đấu cấm điển cuốn thứ hai. Sau khi dung nhập vào bản vương khai thiên kinh, hai loại cấm pháp không trọn vẹn này căn bản chỉ như muối bỏ biển, bé nhỏ đến không đáng kể. Nhưng lúc này hắn lấy được đại tiểu chu thiên tinh đấu cấm pháp đủ 7 quyển, đủ để tu đến tam tương cảnh thiên tương kỳ đỉnh phong, bổ sung vào trong bản vương khai thiên kinh, khiến tâm pháp hắn khai sáng ra là càng thêm đầy đủ, khiếm khuyết cũng giảm đi rất nhiều. Qua thật lâu sau, Diệp Húc cuối cùng cũng đem đại tiểu chu thiên cấm pháp dung nhập vào trong bản vương khai thiên kinh. Hắn vận chuyển tâm pháp, mượn áp lực của hơi thở vô hoàng, khiến bản vương khai thiên kinh càng có hiệu suất, không ngừng cắn nuốt thuần dương linh khí dung nhập vào trong nguyên thần. Cùng lúc đấy, hắn tế Di La Thiên Địa Tháp lên, mượn bảo tháp chi uy dắt chu thiên tinh lực. Chỉ thấy trong thế giới do khí thế của Diệp Húc mở ra phía sau lưng hắn, trên bầu trời dần dần xuất hiện những điểm nhỏ ngôi sao phủ kín bầu trời. Những ngôi sao càng lúc càng lớn, tạo thành vũ trụ rộng lớn. Vô số ngôi sao tinh đấu kết hợp lại, vận hành dựa theo chu thiên. Theo mặt trời lên thì lặn đi, không ngừng vận chuyển. Những tinh đấu đó tổ hợp đại chu thiên trận thế, khiến cho thế giới do khí thế của Diệp Húc mở ra xuất hiện một không gian bao la hùng vĩ. Những tinh đấu đó tổ hợp thành đại chu thiên trận thế, khiến cho thế giới do khí thế của Diệp Húc mở ra xuất hiện một không gian bao la hùng vĩ. Những ngôi sao dày đặc hóa thành tinh không trụ quang, khiến thế giới của hắn đó xuất hiện thời gian trôi qua. Vũ đại diện cho không gian, trụ đại diện cho thời gian, vũ trụ xuất hiện, thế giới do khí thế của Diệp Húc mở ra lại càng thêm toàn vẹn, rộng lớn vô cùng, vô cực vô lượng. Khiếm khuyết của bản vương thai thiên kinh vẫn còn, nhưng hiện giờ tâm ma đã không thể dễ quấy nhiễu được ta nữa rồi. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra, không ngừng thúc giục bản vương khai thiên kinh luyện hóa chu thiên tinh lực và thuần dương linh khí, nhanh chóng khôi phục lại tu vi. Mùi máu tanh thật là nồng, cẩn thận, nơi đây quá nửa có cổ quái rồi. Ma La Dư cau mũi dừng chân lại, Diệp Húc cũng ngửi được mùi máu tanh nồng nặc truyền đến, trong lòng rùng mình. Hai người liếc nhau, thật cẩn thận đi đến phía trước, đột nhiên nhìn bên đường phía trước bọn họ, không xa có một bộ hài cốt thật lớn đang nằm ở đấy. Đây là một bộ yêu thi, tuy đã chết không biết bao lâu, thi thể đã hư thối đến chỉ còn lại xương cốt, nhưng những luồng yêu khí đặc vẫn lan tràn từ trên bộ xương đấy. Bộ hài cốt này dài đến ngàn thước, to lớn như núi, hình thể như rồng, trên lưng mọc hơn 10 đôi cánh xương, ở trên xương cốt hắn còn khoác một bộ áo giáp thật dày, hiển nhiên là một món vũ bảo rất tốt. Đáng tiếc chính là nơi đây khắp nơi tràn ngập đủ loại ma khí, chiếc áo giáp này đã bị ma khí ăn mòn, vỡ nát, động vào liền vỡ, đã không còn chút tác dụng nào. Có thể tưởng tượng ra, nguyên hình của tên đại vu yêu tộc này khi còn sống, tất nhiên là vô cùng khổng lồ. Tu vi của hắn mạnh mẽ, thân khoác áo giáp chưa chắc sẽ yếu hơn bao nhiêu so với hoàng tộc ma tộc ngang cấp. Ở bên người của hắn còn lưu lại một tòa bảo hồn giới, hình dạng của nó như tam so kích, dựng thẳng bên cạnh hài cốt, hẳn là vu bảo mà vị đại yêu tộc này sử dụng khi còn sống. Đáng tiếc đã bị ma khí ăn mòn sạch sẽ, chỉ còn lại không gian tàn phá kia. Vị đại vu yêu tộc này là chết như thế nào đây? Diệp Húc nhiều lần quan sát cũng không nhìn ra bất cứ thương thế gì trên hài cốt, trong lòng không khỏi tò mò vạn phần. Vị đại vu yêu tộc này cũng không hình thành thứ như âm hồn, hẳn là khi còn sống bị người dùng pháp lực khủng mạnh trực tiếp xóa bỏ. Tất cả mọi thứ khi còn sống đều bị xóa đi, không còn chút nào, chỉ còn lại một bộ hài cốt. Ma La Dư lập tức phát hiện, hoảng sợ nhìn lên trời cao, chỉ thấy mảng thiên địa do khí thế của vô hoàng hình thành này bị vỡ ra một vết nứt cực lớn, dài đến 6-70 dặm. Nhìn vết tích như thể là do vu bảo kiểu tam so kích tạo ra. Tên đại vu yêu tộc này chắc chắn là một vị đại tướng quân của đại chu hoàng triều lúc trước rồi. Một kích hạ xuống xé rách thế giới do khí thế của vô hoàng tạo thành. Tu vi của hắn có lẽ là nhân hoàng đỉnh phong. Diệp Húc cũng chú ý tới vết nứt đó, thất thanh mà nói: "Chẳng lẽ nhân hoàng có thể hùng mạnh đến mức đả thương được vô hoàng hay sao?" Ở trong nhận thức của hắn, vô hoàng chính là nhân vật đứng đầu ở trên đời này.
bá chủ thế giới, tượng trưng cho vô địch. Người như vậy mạnh đến cực hạn mà là người có thể đạt tới, thậm chí có thể sánh với tiên Phật thời viễn cổ. Nhưng tất cả những thứ hắn nhìn thấy trước đó đã làm cho niềm tin của hắn có chút dao động. Ma La Dư cười nói, thực lực của vị đại vua yêu tộc này có thể làm thương đến vua hoàng, coi như là cường giả nổi bật, đáng tiếc vẫn chết ở trong tay vua hoàng hằng của ma vực ta. Hai người lách qua bộ hài cốt này, tiếp tục đi đến phía trước. Đi không được bao xa lại thấy một thi thể khác nằm trên mặt đất. Đây là hài cốt của một đại vua loài người, thân thể cũng hư thối, chỉ còn lại xương cốt. Mà ở dưới chân người này, mặt đất bị xuyên thủng, hiển nhiên là bị người này lấy trọng bảo đánh xuyên qua, công kích vị vua hoàng này. Công kích của hắn mạnh đến mức khiến cho khí thế của nữ vua hoàng này không thể chữa trị, xuất hiện tổn hại vĩnh viễn. Hiển nhiên, hắn cũng là một vị nhân hoàng, cũng mặc áo giáp. Vua hồn giới của hắn đã trống trơn, rách nát, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Một đường đi tới, bọn họ nhìn đến càng ngày càng nhiều bộ hài cốt hiện ra trong mảng mai cốt chi địa của vua hoàng này. Ước chừng có 34 bộ hài cốt nhân hoàng, một mảnh trắng xóa. Những người này đến từ hai đại chủng tộc, yêu tộc và nhân tộc, hẳn đều là tuyệt đỉnh cường giả dưới trướng Chu Vũ Mục Vương của Đại Chu Hoàng Triều. Khi đó, ở trên chiến trường, bọn họ tập kích vị nữ vua hoàng của Chuẩn Luân Vương Thần Điện, đánh vỡ khí thế của nàng ta. Khi bọn họ còn sống, thực lực đều mạnh đến tột cùng, cách cảnh giới vua hoàng không xa, đáng tiếc đều chết ở nơi này, xương cốt bị ma khí ăn mòn. Bọn họ chết ở chỗ này, thậm chí không thể hình thành âm hồn, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là vị nữ vua hoàng này tự ra tay diệt trừ bọn họ. 34 vị nhân hoàng vây công vị vua hoàng này đều chết thảm cả. Trận đại chiến này thật sự dị thường thảm thiết mà. Diệp Húc dọc theo đường đi chỉ thấy khí thế của vị nữ vua hoàng này bị đánh cho vỡ nát, tàn phá kinh khủng. Hiển nhiên trận đắc chiến năm đó cực kỳ thê thảm, thảm thiết. 34 vị nhân hoàng vây công một vị vua hoàng, khiêu chiến cường giả vô địch có thể nói là một việc làm vĩ đại. Nhưng vị chuyển luân nữ thánh vương này cũng là một nhân vật quá giỏi, lại giết chết tất cả 34 vị nhân hoàng, thực lực mạnh mẽ làm cho người ta phải khâm phục mà. Loại bản lĩnh này tương đương với một hành động liền tiêu diệt thế giới vua hoàng ta, tất cả thánh chủ của các đại thánh địa. Diệp Húc thầm nghĩ, hiện giờ thế giới vua hoàng tới nay vẫn chưa thống nhất, các đại thánh địa đã không còn những hoàng triều vua hoàng hùng mạnh chấn áp nữa. Theo lý mà nói thì hẳn là phồn thịnh quang vinh, xuất hiện càng nhiều nhân hoàng, bách gia tranh minh, sao ngược lại còn không nhiều nhân hoàng như vậy, như thời kỳ Chu Vũ Mục Vương đây. Diệp Húc có chút buồn bực trong lòng, từ khi Đại Chu Hoàng Triều bị diệt tới nay đã có hơn vạn năm, thời gian dài như vậy mà không ngờ cao thủ nhân hoàng kỳ còn không nhiều bằng Đại Chu Hoàng Triều. Vua hoàng ngay cả một người cũng không có, loại tình hình này có thể nói là khác thường. Dù sao có Đại Chu Hoàng Triều chấn áp, các đại thánh địa thoi thóp không xuất hiện nhân hoàng vua hoàng cũng có thể hiểu được. Nhưng cho đến ngày nay đã không có một hoàng triều thống nhất thiên hạ, nhân hoàng của các đại thánh địa vẫn còn ít ỏi như vậy. Cái này chỉ có thể nói rõ hai tình huống, hoặc là các đại thánh địa đều là heo, hoặc là năng lực của các đại thánh địa có lẽ so với nhìn qua thì hùng hậu hơn rất nhiều. Nói không chừng có một số nhân hoàng đã ẩn nấp đi. Hơi thở của vua hoàng phía trước càng ngày càng nặng, mùi máu càng lúc càng đậm. Đột nhiên một biển máu mênh mông hiện ra trước mắt Diệp Húc và Ma La Dư. Mùi máu tanh mà bọn họ ngửi được ban nãy chính là truyền đến từ biển máu này. Đây là máu của vua hoàng. Diệp Húc quá khiếp sợ, liếc Ma La Dư, hai người đều có thể cảm giác được năng lượng khủng bố chất chứa trong biển máu này. Chỉ sợ năng lượng ẩn chứa trong một giọt máu thôi cũng đủ để chấn chết những đại vua như bọn họ. Mà toàn bộ biển máu này đều là máu của vua hoàng. Sóng biển cuồn cuộn cuốn lên những sóng máu cao lớn như những ngọn núi. Sóng lớn đánh đến hư không, khiến hư không rách nát, rách ra vỡ tan. Vị chuyển luân nữ thánh vương này giết chết 34 vị nhân hoàng rồi cũng không có bình yên vô sự, ngược lại sau trận chiến đó lọt vào đả kích chí mạng, máu chảy thành biển. Một tòa chuyển luân vương thần điện thật lớn đứng vững phía trên biển máu này. Bốn phía thần điện lục đạo chuyển luân ong ong chuyển động. Lục đạo chuyển luân này rất khác biệt với của chuyển luân tiểu thánh vương, chính là từ duy nhất máu tươi tạo thành, có vẻ vô cùng quỷ dị. Nơi này là mảnh đất trung tâm của Mai Cốt chi địa, hơi thở vua hoàng cực kỳ trầm trọng, thậm chí ép cho hư không không ngừng rung rung vỡ tan, khắp nơi tràn ngập những dòng nước xiết hủy diệt mênh mông dị thường. Mà ở trung tâm chuyển luân vương thần điện, Diệp Húc nhìn thấy một nữ tử tám tay ngồi ngay ngắn trên điện, lòng bàn tay hướng trời, tay của nàng ta trắng nõn như ngọc, nắm những ấn pháp khác nhau ẩn chứa đạo lý vô cùng sâu sắc huyền bí, mà tư thái của nàng thần thánh huyền chuyển, làm cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy kinh diễm. Đáng tiếc chính là đầu của nàng đã không cánh mà bay, hẳn là bị người chặt đứt, giết chết nàng ta
Bởi vậy, âm hồn vị nữ hoàng vu hoàng này mới lưu luyến trên hoàng tuyền lộ tìm kiếm đầu của mình. Mảng thiên địa này bị tàn phá cực kỳ mạnh mẽ, nơi nơi đều rách nát. Trên bầu trời xuất hiện những vết tích vĩnh viễn không thể xóa nhòa, nhìn mà thấy ghê người. Thứ khiến Diệp Phúc và Ma La Dư khiếp sợ nhất chính là một cái trường ấn cực lớn. Cái trường ấn này hiện ra phía trên chuyển luân vương thần điện, có thể thấy rõ năm ngón tay đánh xuyên qua thế giới này để lại dấu vết vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Mục tiêu của trường ấn đấy đúng là vị chuyển luân nữ thánh vương này. Hiển nhiên đúng là cái bàn tay to này đã chặt đứt đầu nữ thánh vương, giết chết nàng ta ở trong thế giới của mình. 34 vị nhân hoàng vây công không thể khiến cho vị nữ thánh vương này bị thương nặng, mà bàn tay này vừa xuất hiện đã giết chết vị nữ thánh vương này. Diệp Phúc phun ra một hơi, từ từ nói: "Là Chu Vũ Mục Vương." Ma La Dư nhìn cái trường ấn thật lớn trên không trung kia, lặng lẽ gật đầu. Chu Vũ Mục Vương, vị bá chủ thống nhất thế giới vô hoang, chính là vị vô hoàng được xưng hùng mạnh nhất hơn 10 vạn năm tới nay. Chỉ có vị vô hoàng vô địch hơn 10 vạn năm như vậy ra tay mới có thể một chiêu liền giết chết vị nữ thánh vương này. Thực lực của ông ta cao thâm khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả phụ nữ cũng giết, tên Chu Vũ Mục Vương này hiển nhiên cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Ma La Dư căm giận nói. Diệp Phúc nhún nhún vai, với lời của cô ta cũng không dám gật bừa. Theo hắn thấy, chỉ cần là kẻ thù thì chẳng phân biệt nam hay nữ, đáng chết thì giết, không chút lưu tình. Nếu không phải Ma La Dư cùng chung họa đạn với hắn, chỉ sợ Diệp Phúc đã sớm hạ thủ xử lý ma nữ này rồi. Nếu ta có thể đem thân thể vị nữ thánh vương này luyện thành thiên ngại hóa thân, thì còn có ai sẽ là đối thủ của ta nữa đây? Ta muốn ai gọi ta là tỷ tỷ thì cái đó phải gọi, nếu không bà cô ta liền cắt hắn. Đôi mắt của Ma La Dư tỏa sáng, tha thiết nhìn chằm chằm vị nữ thánh vương trong chuyển luân vương thần điện, đột nhiên liếc Diệp Phúc một cái, giọng nói dịu dàng hẳn: "Thiếu bảo, chỉ cần ngươi giúp ta lấy được thân thể vị nữ thánh vương này, tỷ tỷ cái gì cũng đồng ý với ngươi." Cô ta dùng bờ vai mình cọ cọ Diệp Phúc, ánh mắt quyến rũ, cúi đầu xuống cười ha ha nói: "Người ta còn có thể sinh con cho ngươi kìa." Diệp Phúc gần như hộc máu, trừng to mắt nhìn nàng, mồ hôi lạnh tuôn ra đầy trán, không biết nên nói gì cho phải. "Có đồng ý hay không?" Ma La Dư tức giận nói: "Chà, cô sẽ băm ta ra mất thôi, không làm, không làm đâu." Diệp Phúc sợ như sợ cọp, vội vàng tránh né. Ma La Dư tức chết đi được, ma đao vừa chuyển hạ xuống đầu vai của Diệp Phúc, hung ác mà nói: "Người có làm hay không? Không làm ta liền cắt ngươi." "Cô cắt ta, ta cũng không làm. Sinh con với cô, cha cô không lột da ta ướp thành người khô mới lạ." Diệp Phúc thấy chết không sờn, hiên ngang lẫm liệt mà nói. Ma La Dư kiểu nhan đỏ lên, khuôn mặt thẹn thùng, giận dữ mà nói: "Ta không phải nói là sinh con, ta nói là giúp ta cướp lấy thân thể chuẩn luân nữ thánh vương. Người nghĩ đi nơi nào vậy? Cả đầu toàn nghĩ đến tối thôi." Diệp Phúc thở phào nhẹ nhõm, nâng tay để ma đao ra, nhìn về biển máu kia. Hơi thở của vô hoàng nơi đây nặng đã có thể sánh ngang với năng mộ bản hoàng. Có thể tưởng tượng, nếu như bọn họ lăng không phi hành tới tòa chuyển luân vương thần điện kia, có lẽ chưa bay được mấy dặm đã bị hơi thở của nữ thánh vương ép cho rơi vào trong biển. Mà biển máu này lại là máu tươi của nữ thánh vương, rơi vào trong đó thì tuyệt đối chỉ còn đường chết. Đây là một cái rãnh trời không thể vượt qua, ngăn cản bọn họ ở bên ngoài không thể tiến vào thần điện. Đây rõ ràng là một mảnh tuyệt địa, vốn không thể nào vượt biển được. Diệp Phúc đang định từ chối Ma La Dư, khiến cô ta triệt để chết phần tâm tư này. Đột nhiên hắn nhìn thấy trong tòa chuẩn luân vương thần điện trên biển máu kia, phía sau nữ vô hoàng, những luồng sáng mờ nhiều màu sắc dâng lên, mờ mịt như chiều, bắt đầu khởi động ở trong điện, như thể là thứ có sinh mạng vậy. Những đám ngũ sắc hào quang kia chính là ngũ sắc kim khí, là tài liệu cần có, dùng để luyện chế cấm bảo. Càng có thể dùng để nâng cao phẩm bậc của Di La Thiên Địa Tháp so với kho báu trong vạn cổ ma vực mà Diệp Phúc từng thấy còn nhiều hơn. Những ngũ hành kim khí đó gần đủ để có thể luyện chế một kiện cấm bảo bán thành phẩm. Vị nữ thánh vương này chính là điện chủ chuẩn luân vương thần điện. Cha nàng ta nói ở liên đại Chu Vũ Mục Vương kia, cô ta cũng là kinh thái tuyệt diễm, thậm chí tạo ra một kiện cấm bảo bán thành phẩm, chỉ cần tế luyện thêm 100 năm nữa là có thể luyện chế thành công. Ma La Dư cũng chú ý tới đám ngũ hành kim khí đó, nói: "Đáng tiếc, nàng ta còn chưa hoàn thành kiện cấm bảo này, đã chết trong tay Chu Vũ Mục Vương rồi." Diệp Phúc gật đầu, như vậy, khi Chu Vũ Mục Vương đánh chết vị chuẩn luân nữ thánh vương này, một kích cạ xuống thậm chí đánh nát cả cấm bảo bán thành phẩm của vị nữ thánh vương này, khiến ngũ hành kim khí tạo nên cấm bảo cứ rơi rụng như vậy xung quanh thi thể của nữ thánh vương. Hô hấp của hắn có chút dồn dập, đối với ngũ hành kim khí, hắn bắt buộc phải lấy được.
Về phần thân thể của nữ thánh vương, hắn cũng không có mấy phần ý tưởng. Diệp Phúc sau khi lấy được thân thể liệt hỏa minh tôn liền biết muốn luyện hóa bậc cường giả này thành thân ngoại hóa thân, sau đó thúc dục bày ra uy năng, nếu không đủ pháp lực hùng mạnh duy trì thì tuyệt đối không thể làm được. Hắn chỉ có thể dùng nguyên thần bất diệt của cường giả tam bất diệt cảnh luyện thiên địa pháp tướng thành nguyên thần thứ hai mới có thể thúc dục cái thân ngoại hóa thân liệt hỏa minh tôn này. Thân thể nhân hoàng còn như vậy, nếu là thân thể vu hoàng thì chỉ e rằng phải dùng đến thiên địa pháp tướng của nhân hoàng mới có thể thúc dục được một phần. Nếu muốn phát huy hết uy năng của thân thể vu hoàng, chẳng phải là sẽ phải giết chết một vị vu hoàng, lấy vu hoàng luyện thành nguyên thần thứ hai hay sao? Muốn vượt qua biển máu này, tất sẽ gặp phải uy áp của hơi thở vu hoàng. Càng cách chuyển luân vương thần điện do hơi thở chuyển luân nữ thánh vương biến thành càng gần, thì áp lực càng mạnh. Thậm chí cả đại vu tam bất triệt cảnh chỉ e rằng cũng không thể đi đến chỗ xác của vị nữ thánh vương này được. Diệp Húc hít vào một hơi thật sâu, quyết định dùng thân thể liệt hỏa minh tôn đến chống lại uy áp của hơi thở vị nữ thánh vương này. Dù thế nào đi chăng nữa cũng phải lấy được ngũ hành kim khí. Hắn trầm giọng nói: Mà là dư, lúc trước khi ma hoàng tiến vào đây đã đi đến đâu vậy? Cha ta thần thông quảng đại, một đường đi đến trước cửa thần điện, nhìn lên vị nữ thánh vương này, thậm chí còn thu được một phần ngũ hành kim khí kìa. Ma La Dư cũng cảm thấy rất nan giải, dù sao lúc trước phụ thân ma hoàng của cô đã đi đến chỗ này, ông ta đã là đại minh tôn vương của Sâm La Ma Điện, thực lực hùng mạnh, hơn nữa không chỉ một mình ông ta tiến vào biển oan hồn, còn có vài vị đại minh tôn vương khác đồng hành, trong đó có cả Già La Minh Tôn của Diêm La Ma Điện. Mà bất luận Diệp Húc hay Ma La Dư, khoảng cách tới tam bất triệt cảnh còn một đoạn quá xa, thực lực so với ma hoàng Già La Minh Tôn lúc đó kém hơn không biết bao nhiêu, căn bản không có khả năng vượt qua biển máu này để tiến vào thần điện. Sau khi cha ta đi ra biển oan hồn, đã cùng với mấy vị nữa đi nhân gian, đi đến ân khư trong cảnh nội đại hán, không tới đây lần nào nữa. Nhưng ông từng nói qua, sao ông có nghĩ đến một loại đường tắt có thể tiến đến chuyển luân vương thần điện của vị chuyển luân nữ thánh vương này, lấy được bảo vật trong đấy. Lúc ấy ông cho ta đoán coi đường tắt đó là gì. Ta suy nghĩ vất vả nửa tháng mới nghĩ ra sự ảo diệu ở trong đấy. Ma La Dư chớp chớp mắt cười nói: Thiếu bảo, người cũng là hạng người tài trí hơn người, người thử đoán xem. Sao? Đường tắt để vào chuyển luân vương thần điện ư? Diệp Phúc trong tâm vừa động, quan sát chuyển luân vương thần điện trong biển máu này, trầm ngâm nói: Trực tiếp vượt qua khoảng không mà đến chuyển luân vương thần điện, con đường này không thể được, trừ phi có được tu vi tam bất triệt cảnh đỉnh phong, nếu không chắc chắn sẽ bị ép rơi xuống biển, mà chèo thuyền qua biển máu cũng không thể được. Biển máu này là máu của vu hoàng, chất chứa năng lượng cực kỳ khủng bố, e là chỉ có cự hạm bất diệt chi bảo mới không bị ép vụn mà thôi. Diệp Húc ngừng lại một chút, tiếp tục nói: Dù vậy, lái con thuyền bất diệt trong biển máu càng gần nữ thánh vương thì uy áp của vu hoàng lại càng mạnh, thậm chí cự hạm đều bị ép cho nhỏ còn tầm bàn tay, bởi vậy con thuyền bất diệt sẽ càng lúc càng nhỏ, cách nữ thánh vương càng lúc càng xa. Ma La Dư gật đầu không ngừng, theo như lời của Diệp Húc nói, đó chính là một loại hiện tượng kỳ lạ, là dị tượng do uy áp của vu hoàng tạo thành, càng cách vu hoàng càng gần, uy áp phải chịu càng lớn, khiến cho hình thái người quan chắc càng nhỏ lại, thậm chí cả bất diệt chi bảo cũng bị ép cho nhỏ lại vô số lần. Bởi vậy, trong mắt người quan chắc, hình thể vu hoàng càng ngày càng khổng lồ, khoảng cách tới vu hoàng càng lúc càng xa, dường như vĩnh viễn cũng không có khả năng đi đến bên cạnh vu hoàng được. Nhưng ở trong mắt người bên ngoài thì hắn vẫn đang đến gần, chỉ là hình thức của hắn bị nền ép cho rút nhỏ lại vô số lần mà thôi. Cho nên lái thuyền qua biển, từ không trung kéo qua hư không, tất cả đều không được. Diệp Húc tiếp tục quan sát bốn phía, đột nhiên tầm mắt dừng lại ở phía trên khí thế của chuyển luân nữ thánh vương bị đánh tan bởi Chu Vũ Mục Vương. Nơi bàn tay đánh chết vị nữ thánh vương này, ánh mắt không khỏi sáng lên, cao giọng cười nói: Đối với tu sĩ chúng ta mà nói, hai con đường kia đều là đường chết, chỉ có thông đạo do Chu Vũ Mục Vương đánh ra kia mới là đường tắt tiến vào chuyển luân vương thần điện. Diệp Thiếu Bảo, người không hổ là tài trí hơn người, ngay cả loại đường tắt này người cũng nghĩ đến được. Bản vương cảm ơn người trước vậy. Đợi lấy được chuyển luân vương thần điện rồi, bản vương lại lấy tính mạng của người. Một tiếng cười to truyền đến, ở đằng xa, chuyển luân vương thái tử đột nhiên xuất hiện, vượt qua hư không đi thẳng đến nơi trường ấn của Chu Vũ Mục Vương phá tan ra. Cùng lúc đấy, Bình Đẳng Vương thái tử cũng hiện thân, chạy song song với hắn bay về phía thông đạo như Diệp Húc nói kia. Hai người bọn họ vừa mới tiến vào thông đạo, đột nhiên oà một tiếng, cùng ói ra một ngụm máu tươi, thân thể dường như bị đánh ra một đòn mạnh, trong chớp mắt liền rách tung tóe. Rõ ràng là dư uy một trường này của Chu Vũ Mục Vương
chấn thương cho. Dư uy tuyệt đại vu hoàng để lại không phải là nhỏ, gần như trong nháy mắt liền chấn vỡ hai người, chấn chết bọn họ. Hai người cùng giống to lên, chuyển luân tiểu thánh vương tế chuyển luân vương thần điện lên, mà bình đẳng vương thái tử thì tế bình đẳng vương thần điện. Hai tòa thần điện này đều là bất diệt chi bảo, được hai người bọn họ thôi phát ra uy năng tới giới hạn lớn nhất, chống lại dư uy một trưởng này của Chu Vũ Mục Vương. Chỉ nghe tiếng nổ vang lên không dứt, hai tòa thần điện này gần như bị dư uy một trưởng của Chu Vũ Mục Vương đánh cho biến hình, nhưng vẫn không bị phá, phóng xuống tòa chuẩn lân vương thần điện phía bên dưới kia. Bên trong biển lại có một chiếc chiến hạm to bằng bàn tay bay lên trời, bị yêu khí vô cùng nồng đậm quấn quanh. Rời khỏi biển máu này, hình thể chiến hạm càng lúc càng lớn, xông lên trời cao, bay đi hướng trưởng ấn mà Chu Vũ Mục Vương đã để lại. Tiếp theo lại có mấy chiếc chiến thuyền từ trong biển máu dâng lên, bay thẳng đến trưởng ấn của Chu Vũ Mục Vương, định theo thông đạo mà Chu Vũ Mục Vương đánh ra để tiến vào chuẩn luân vương thần điện, lấy được bảo vật mà vị chuẩn luân nữ thánh vương để lại. Lão phu ở 3 năm trước đến nơi đây, đi lại trong biển máu này 3 năm, vẫn không đi đến được bên người chuẩn luân nữ thánh vương, ngược lại càng ngày càng xa. Hôm nay cuối cùng cũng có thể đi vào chuẩn luân vương thần điện, còn muốn đa tạ vị tiểu hữu này đã chỉ điểm cho. Trong một chiến hạm, ở trong đám đó có một thanh âm giả nua vang lên, cười to mà nói. Hiển nhiên những cường giả không biết tên đó đến nơi đây, dùng bất diệt thuyền lái đi trong biển máu, định vượt qua biển máu đi tới chuẩn lân vương thần điện, lại bị nhốt ở trong đấy, đi ước chừng 3 năm rồi cũng không thấy được bờ bên kia. Mà là dư cũng không nghĩ tới chuẩn lân tiểu thánh vương và bình đẳng vương thế tử lại không có trực tiếp vượt biển, mà là nấp ở bên bờ, lại càng chưa từng nghĩ đến trong biển máu lại có cao thủ độ hải. Thế thế không khỏi dậm chân giận dữ mà nói: Diệp thiếu báo, ngươi cần gì phải nói to như vậy, nói nhỏ nhỏ cho đủ hai người chúng ta nghe được chẳng phải tốt hay sao? Bọn người kia tới chuẩn lân vương thần điện trước chúng ta một bước rồi, bảo mối trong đó sao có phần của chúng ta nữa đây? Không sao không sao. Diệp Húc khẽ mỉm cười, hạ giọng nói: Lúc trước mà hoàng tới chỗ này, lấy tu vi của ông ta cùng những vị đại minh tôn vương kia cũng không thể động được tới sắc chất của nữ thánh vương, huống chi là đám người này đây. Hơn nữa có bọn chúng dò đường ở phía trước, chúng ta đi sẽ ít nguy hiểm hơn rất nhiều. Mà La Dư vẫn cảm thấy có chút không ổn, hừ lạnh mà nói: Tuy nói như vậy, nhưng ngũ hành kim khí rơi vào tay đám người này vẫn khiến cho ta luyến tiếc kìa. Thì vậy thì giết bọn họ đi, cướp hết bảo vật là được mà. Mà La Dư, tu vi của cô đã khôi phục chưa vậy? Mà La Dư vội vàng đuổi phía sau hắn, hai người hoành độ hư không, chớp mắt đi trăm dặm, chưa đến một khắc liền đi vào trong thông đạo kia. Nam Thiên Môn. Phía sau Diệp Húc đột nhiên dựng lên một cánh cửa thật lớn, trở tay một quyền đánh mở cánh cửa này ra, kéo Ma La Dư trốn vào trong Nam Thiên Môn. Chỉ thấy cánh cửa thật lớn này bay dọc theo thông đạo rơi xuống chuẩn lân vương thần điện. Oanh 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 oanh. Diệp Húc và Ma La Dư ở trong không gian bên trong Nam Thiên Môn chỉ nghe những tiếng nổ không ngừng truyền đến, mà không gian trong cửa thì rung lên dữ dội, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống vậy. Nhưng Nam Thiên Môn chính là bất diệt chi bảo mà Tây Hoàng luyện chế, lực phòng ngự không hề kém. Cánh cửa này từng chống lại địa dương nhị đỉnh oanh kích, bị đánh cho biến hình lại vẫn không hề vỡ. Cho dù dư uy còn lại trong trường ấn của Chu Vũ Mục Vương rất mạnh, nhưng cũng không thể sánh với được hai món nhân hoàng chi bảo là địa dương nhị đỉnh kia. Lại ầm một tiếng, tòa Nam Thiên Môn này xuyên qua trường ấn thông đạo, ngàn dặm không gian rơi vào trong chuẩn luân vương thần điện do hơi thở nữ thánh vương biến thành. Mà lúc này tại Trung Châu Hạ Gia, Tưởng Đường lão tổ, sao ông lại bị trọng thương như vậy? Một tên trưởng giả Hạ Gia phát hiện ra Hạ Tường Đường lảo đảo đáp xuống bên trong thành quách trên đại lục bên trong hòa đỉnh, không khỏi giật mình mà nói. Hạ Tường Đường lúc này đã chữa trị thân thể, khôi phục tướng mạo ban đầu, nhưng hơi thở của ông ta yếu ớt, khí thế suy nhược rất nhiều, thậm chí còn không hùng mạnh bằng cường giả tam tương cảnh thiên tương kỳ. Người sáng suốt vừa nhìn thấy liền biết ông ta bị trọng thương. Ta ở biển Oan Hồn bị Liệt Hỏa Minh Tôn và Diệp Thiếu Bảo đánh lén, suýt nữa thì mất mạng, bị hắn đánh cho thân thể bị phá, nguyên thần và thiên địa pháp tướng đều trọng thương, liều mạng mới chạy ra đường sống được. Nhưng ta bị hai kẻ kia đánh cho tu vi hạ xuống, hiện giờ chỉ còn thiên tương kỳ, không biết thì khi nào mới có thể khôi phục đến trạng thái toàn thịnh được đây. Hạ Từng Đường nhanh chóng nói qua mọi chuyện một lần, trầm giọng mà nói: Tuy ta bị thương dù nặng, nhưng may mắn thăm dò được phương vị của Liệt Hỏa Minh Tôn và Diệp Thiếu Bảo, nhanh đi lôi đỉnh thông báo cho thánh chủ, miễn cho để hai tên đó trốn thoát được.
Tên trưởng giả Hạ Gia kia hoảng sợ, đang định đi tới lôi đỉnh, đột nhiên nghe thấy một giọng nói trầm thấp uy nghiêm truyền đến. Không cần đi, ta đã biết. Một luồng sức mạnh mênh mông từ trên trời giáng xuống, đánh vào bên trong thân thể Hạ Tường Đường, khiến nguyên thần và thiên địa pháp tướng của lão nhanh chóng khôi phục lại, tu vi tăng lên dữ dội, ngay lập tức liền khôi phục toàn bộ tu vi, thậm chí còn có tiến bộ không nhỏ, gần như thành thiên địa pháp tướng cảnh giới bất diệt. Đây là thánh chủ Hạ Gia trực tiếp rót vào trị liệu thương thế, giúp lão khôi phục tu vi. Hạ Tường Đường mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống bái lạy, lớn tiếng tạ ơn. Tên trưởng giả Hạ Gia bên cạnh cũng không dám chậm trễ, quỳ mọp xuống không dám ngẩng đầu lên. Hư không nứt ra, một nam tử trung niên mặc long bào đi tới, hơi thở phía sau biến ảo ra kỳ lân tẩu thú, bạch hổ phi nhanh, chu tước bay múa, huyền vũ phủ phục, long phượng trình tường. Y giống như vua của thế gian, vị hoàng thế thống ngự thiên hạ, làm cho người ta cảm thấy áp bách không gì sánh nổi. Hạ thánh chủ ngẩng đầu nhìn lên trời cao, thản nhiên nói: Liệt Hỏa Minh Tôn và Diệp Thiếu Bảo sao? Ta tự mình đi lấy mạng bọn chúng, thu lại vật của Hạ gia ta. Y giơ tay vẽ một cái, hư không nứt ra, cửa động phía đối diện xuất hiện sương mù vô cùng vô tận, đúng là hàng cổ ma vực, biển oan hồn, rộng lớn mênh mông. Lại vào lúc này, chỉ nghe một tiếng cười khẽ truyền đến, một bàn cờ cực lớn hiện ra trước cửa động không gian này, ngăn cản Hạ thánh chủ bước chân tiến vào biển oan hồn. Hạ đạo huynh tức là người đứng đầu một thánh địa Hạ gia Trung Châu này, vì một cái việc nhỏ lại tự thân xuất mã đối phó với một tên tiểu bối Hoàng Tuyền Thánh Tông, lan truyền đi ra chẳng phải chẳng những khiến cho đạo huynh đánh mất mặt mũi của mình, còn khiến cho Hạ gia thánh địa cổ xưa này phải hổ thẹn, chẳng phải là làm cho người ta gọt sạch răng hàm hay sao? Một lão già phong thần sâu sắc, tinh thần phấn chấn hiện ra ở trước cửa động, khẽ cười nói: Còn mong Hạ huynh bớt nóng, không bằng chúng ta đánh một ván cờ. Dung mạo của lão ta giả cỗi, ánh mắt tang thương, hơi thở như vu mà không phải vu, trang phục quái dị, giống như tục lại không phải tục, làm cho người ta có một loại cảm giác hư vô mà mịt, như bất cứ lúc nào lão cũng có thể nhẹ nhàng bay đi. Hạ thánh chủ trong lòng cả kinh, kẹ như mày, đem những vị cường giả Hoàng Tuyền Ma Tông lọc bỏ một lần, nhưng vẫn không thể tìm thấy nhân vật giống như lão già trước mắt đây. Lão già này có khí tức cực kỳ cổ quái, làm cho người ta có một loại cảm giác không thuộc thế giới này. Dường như Hạ thánh chủ còn cảm thấy người này đến từ viễn cổ, là một nhân vật thuộc loại trường sinh bất tử, cùng tồn tại với đời. Hắn có thân thể tiên nhân, hơn nữa loại xưng hô đạo huynh cũng đến từ viễn cổ. Thời đại hiện nay thì vu sĩ dùng đạo huynh, đạo hữu để xưng hô với đối phương đã không còn mấy. Trên người lão già này mặc một tấm áo choàng cũng cực kỳ tầm thường, thêu thái cực âm dương ngư, có vẻ rất là cổ xưa. Các hạ đến tụt cùng là ai? Các vị sư huynh trong Hoàng Tuyền Ma Tông hạ mỗ đều nhận biết, chỉ có các hạ thì rất lạ mặt. Ánh mắt của Hạ thánh chủ chớp động, mỉm cười nói: Ở giữa hai người bọn họ, hàng rào không gian vẫn vỡ ra như trước, chậm chạp không thể khôi phục như cũ. Đây là hơi thở hùng mạnh của hai người quấy nhiễu, thậm chí cả hư không cũng không thể khôi phục được. Ở trước mặt bọn họ, Hạ Tường Đường còn có vị trưởng giả Hạ gia kia căn bản không thể đứng dậy, bị khí thế của hai người ép chặt xuống, không thể không quỳ xuống đất, thậm chí không thể há mồm che miệng, trong lòng không khỏi kiếp sợ vạn phần. Hạ đạo huynh không biết ta sao? Lão già kia khẽ mỉm cười, phía sau lưng đột nhiên hiện ra một con sông Hoàng Tuyền, kéo tới từ ngoài cửu thiên vân tiêu, cuồn cuộn mênh mông, không biết xa bao nhiêu, không biết dài bao nhiêu. Bích Lạc Hoàng Tuyền Ma Thiên Cấm Điển, ngươi là ứng tông đạo. Nghe đồn, ngươi từng đạt được kỳ ngộ lớn, tiến vào lăng mộ cổ tiên. Vị cổ tiên này có thể xuất hiện trước mặt ta. Như vậy, ngươi đã luyện lão ta thành thân ngoại hóa thân của mình sao? Khí thế của Hạ Thánh Chủ càng lúc càng mạnh, thậm chí cả 6 cái đại đỉnh của Hạ gia mơ hồ đều có dấu hiệu sống lại. Nếu 6 cái cấm bảo này sống lại, tất sẽ chấn áp thế giới vô hoang, khiến cho chấn động lớn không biết bao nhiêu. Cổ tiên và cổ Phật cùng cấp với nhau, Tiểu Quang Minh Thánh Địa luyện một vị cự Phật viễn cổ thành cấm bảo, chấn áp số mệnh, mà vị cổ tiên trước mắt này chưa chắc sẽ yếu hơn vị cổ Phật kia. Nhưng luyện cổ tiên thành thân ngoại hóa thân, e là chỉ có tu vi nhân hoàng đỉnh phong mới có thể thúc dục được. Ứng tông đạo, ngươi luyện thi thể một vị tiên nhân viễn cổ thành thân ngoại hóa thân, nghĩ như vậy có thể ngăn cản ta sao? Hạ thánh chủ cười ha hả, giọng nói ầm vang, chấn cho hư không rung lên dữ dội, dứt lời, thuận tay phất một cái, chỉ thấy bàn cờ chắn trước cửa động kia lập tức vỡ nát, lạnh lùng mà nói: Hạ mỗ không biết chơi cờ, cũng không có thời gian đánh cờ với ngươi. Nếu ngươi không lùi ra, ta sẽ giết đến Hoàng Tuyển Ma Tông, tru sát cả nhà ngươi. Hạ đạo huynh quá nóng giận rồi, nếu ngươi không muốn chơi cờ, vậy tiểu đệ đành phải mời một người tới tiếp một ván cờ rồi. Lão già kia mỉm cười, bên người đột nhiên lại xuất hiện một lão già khác,
tiên khí mờ ảo, ngồi xuống đối diện, một bàn cờ tự động hiện lên. Lão già này sau thân khí thế ngút trời, hóa thành một tòa thiên đình ma đạo, thần ma cùng ở, đúng là tu luyện cấm pháp của Hoàng Tuyển Ma Tông, Ma Đạo Thiên Đình Vô Lượng Chân Kinh. Hai lão già đánh cờ, đột nhiên một người cười nói: "Chỉ có hai chúng ta chơi cờ, hơi đơn điệu rồi, chi bằng có thêm vài vị kỳ hữu xem cờ, ông nghĩ sao?" Đột nhiên chỉ nghe một thanh âm giả nua hát vang mà đến, cười dài nói: "Ngủ một giấc liền ngàn vạn năm, không biết năm tháng nữa." Một lão già lôi thôi nghèo túng xuất hiện, ngồi bên cạnh hai người xem cờ, khí thế phía sau ông ta lại khác với hai người kia, hiện ra cảnh tượng đồ sộ của Thiên Ma Thần Quốc, đúng là dị tượng mà tu luyện Đại Thiên Ma U Thiên Bảo Giám của Hoàng Tuyển Ma Tông mới có được. "Ta từ viễn cổ đến, bất kể là đông hay hè." Lại có thêm một người đạp ca mà đến, cũng là một người thanh tú trẻ tuổi, hành vi phóng đãng, dường như không câu nệ tiểu tiết, cũng ngồi bên cạnh bàn cờ xem cuộc chiến. "Còn ta, ta cầu trường sinh đạo, thế cư tiên hương." Lại có một cô gái bay lướt tới, nhưng không có chỗ ngồi, chỉ phải đứng ở phía sau một lão già xem ván cờ. Phía sau cô ta, khí thế mở ra một mảnh thế giới, địa ngục A Tỳ, ba tuần đại ma vương đang ngồi trong địa ngục nghiệp hỏa, khai đàn thuyết pháp giống như thần thánh. Sắc mặt của Hạ Thánh Chủ càng lúc càng ngưng trọng, nơi này xuất hiện tổng cộng ngũ đại hóa thân của Ứng Tông Đạo, thúc giục năm hóa thân cần pháp lực rất to lớn, khiến cho người ta không thể tưởng tượng được. Lấy tu vi thực lực của y thì có thể thúc giục thân thể một vị cổ tiên, hai vị cũng cố gắng gượng làm được, nhưng đồng thời thúc giục thân thể năm vị cổ tiên, chuyện này vượt quá năng lực của y, ít nhất cũng cần năm vị nhân hoàng đỉnh phong. Mỗi một vị cổ tiên cần một loại cấm pháp thúc giục, năm cổ tiên hóa thân xuất hiện, chứng tỏ Ứng Tông Đạo đồng thời tu luyện ngũ đại cấm pháp đến nhân hoàng kỳ. Có thể nói, nếu như Ứng Tông Đạo phân thân hóa hình, như vậy năm đại cấm pháp này sẽ đều tự biến thành một phân thân, từ đó hình thành năm vị nhân hoàng. Phân thân và hóa thân khác nhau, phân thân từ trong tu vi bản thân chia ra một phần, phân ra chính là pháp lực, mà hóa thân lại dùng thứ khác hóa thân mà ra là hình thể. Ứng Tông Đạo một thân phân thân cấm pháp thúc dục cổ tiên hóa thân, phát huy ra thực lực vượt xa bất cứ một vị nhân hoàng nào, đến rất gần vua hoàng. "Hạ đạo huynh, ngươi muốn đi giết sư đệ ta, ta không ngăn cản." Một lão già lấy ra một quân cờ đen, chỉ thẳng trung ương, cạch một tiếng hạ xuống bàn cờ, thản nhiên nói: "Nhưng sau khi ngươi giết cậu ấy trở về, ngươi sẽ phát hiện hạ gia chỉ còn lại một mình ngươi." Lời này của hắn thật nhẹ nhàng, thoải mái, không có nửa phần tức giận, lại khiến cho Hạ Thánh Chủ không thể không ném chuột sợ vỡ đồ. Y không chút nghi ngờ, nếu mình đi đánh chết Diệp Húc, sau khi trở về sẽ nhìn thấy Hạ gia Trung Châu biến thành một đống hoang tàn, không ai còn sống sót. Lấy thực lực của ngũ đại hóa thân của Ứng Tông Đạo, tuyệt đối là có thể làm được. "Hey, chuyện của người trẻ nên để cho người trẻ giải quyết đi, Hạ đạo huynh nghĩ sao?" Vị nữ tiên kia ngẩng đầu nhìn hướng Hạ Thánh Chủ, như cười như không nói. Hạ Thánh Chủ im lặng, lục đại cấm bảo dần dần bình ổn trở lại, đột nhiên cười nói: "Ứng Tông Chủ thật thủ đoạn, không biết người đem cửu cấm của Hoàng Tuyển Ma Tông tu thành mấy cấm rồi?" Hoàng Tuyển Ma Tông có tất cả cửu cấm đại pháp, chính là sự thật mà người trong thiên hạ đều biết. Cửu đại cấm pháp này tuy không phải những cấm pháp mạnh nhất đương thời, nhưng muốn tu thành thì muôn vàn khó khăn. Từ cổ đến nay chỉ có một người tu luyện thành cửu cấm, đó chính là Tiên Tông Chủ của Hoàng Tuyển Ma Tông. Tên nam tiên trẻ tuổi kia ngẩng đầu nói: Tám cấm nhân hoàng, Ứng Tông Chủ quả nhiên tuyệt vời, lấy từ chất ngọc lâu 8 tầng của ngươi, đem 8 cấm tu luyện đến nhân hoàng đỉnh phong, thế gian này ngoại trừ vu hoàng, không còn ai là đối thủ của ngươi nữa rồi." Hạ Tông Chủ vỗ tay tán thưởng, đột nhiên chuyển đề tài, cười to nói: "Như vậy, khoảng cách Ứng Tông Chủ trở thành vu hoàng đã không còn xa. Ứng Tông Chủ cách vu hoàng đại kiếp nạn càng ngày càng gần, chờ một khắc khi Ứng Tông Chủ trở thành vu hoàng kia, Hạ gia Trung Châu ta tất sẽ đưa một phần đại lễ khiến cả đời ngươi khó có thể quên được." Y vung tay lên, thông đạo tới biển oan hồn, hằng của ma vực âm ầm đóng lại, nổi giận đùng đùng trở về Lôi Đình Bảo Điện. Bên cạnh biển oan hồn, năm cổ tiên hóa thân ngồi quay lại, đột nhiên một lão già phất tay áo một cái, quấy loạn đoàn cờ, thở dài nói: "Một người chơi cờ thật là nhàm chán." Bọn họ đứng dậy nhẹ nhàng bay đi, chỉ nghe vị nữ tiên trong đó thì thầm nói: "Diệp sư đệ, cái tên nhóc kia thật đúng là thêm loạn cho ta, cậu ta có thể đắc tội ít hơn được không đây?" "Nhưng nói gì thì nói, ta cũng nợ cậu ta một lần. Tương lai khi cậu ta thay ta đỡ vua hoàng đại kiếp nạn, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện Hạ gia lại vì một cơn giận dùng lục đại cấm bảo, đó không phải là dễ dàng ngăn cản như vậy." Mấy người này nhìn nhau cười rồi đột nhiên biến mất.
Oanh! Trong Chuyển Luân Vương Thần Điện, Nam Thiên Môn từ trên trời ầm ầm giáng xuống. Cánh cửa cổ xưa này rơi vào trong điện, lập tức bị hơi thở của Vu Hoàng ép cho kịch liệt thu nhỏ lại, chỉ còn cao 3 thước. Diệp Húc cố hết sức đẩy cánh cửa ra, vừa mới ló đầu ra đã bị ép tới, chỉ còn to tầm hạt đậu. May là thân thể hắn đã tu luyện đến tình cảnh có thể sánh ngang với thân thể bất diệt, tam bất diệt cảnh. Nếu không chỉ sợ vừa mới ló đầu ra sẽ bị hơi thở Vu Hoàng đè nát. Trong mắt hắn, tất cả trước mắt trở nên vô cùng to lớn. Hắn như tiến vào một thế giới vô cùng khổng lồ. Thân thể vị nữ thánh vương không đầu kia biến thành một vị thiên thần cao tới triệu trượng, đứng ở phương xa, cách hắn dường như cả ngàn dặm. Mà những thứ khác trong điện cũng trở nên khổng lồ, làm cho người ta chỉ cảm thấy mình vô cùng bé nhỏ. Thu thân thể vị nữ Vu Hoàng này sao? Đừng đùa. Diệp Phúc ngơ ngác nhìn thân thể không đầu của nữ thánh vương, chỉ thấy trong cái cổ không đầu kia còn có máu tươi không ngừng chảy ra từ đại điện, chảy vào trong biển máu, dường như vị nữ thánh vương này mới chết không lâu vậy. Đây mới là thân thể bất tử. Ma La Dư từ trong Nam Thiên Môn ló đầu ra, ngẩng đầu nhìn thân thể không đầu của nữ thánh vương. Khí lực của nàng ta không hề kém Diệp Phúc, cũng không bị hơi thở của Vu Hoàng đè nát, lẩm bẩm nói: thân thể bất tử chân chính. Vị nữ thánh vương này có 8 cánh tay giơ lên trời, ở cổ máu không ngừng chảy ra. Ở trong mắt Diệp Phúc và Ma La Dư, máu của cô ta chảy ra cứ như thác nước trút xuống từ trước cửa thần điện, chảy vào trong biển máu. Cho dù nàng ta đã tử vong mấy vạn năm rồi, nhưng thân thể vẫn bảo trì được lực sinh mệnh hùng mạnh. Dường như trong thân thể có một cỗ máy tạo máu, có thể không ngừng chế tạo ra máu tươi. Bởi vậy Ma La Dư mới có thể nói đây là thân thể bất tử chân chính. Chẳng qua nàng ta đã chết thật lâu, máu tươi mới tạo ra kia đã không còn huyết mạch hùng mạnh đến cực điểm của Vu Hoàng. Năng lượng trong máu cũng dần dần loãng. Nơi này ma khí nồng đậm tới cực điểm. Đối với Ma La Dư, vị hoàng tộc trong ma tộc này mà nói, thì nơi đây đúng là thánh địa tu luyện vô thượng. Làm sao mới có thể đi đến bên cạnh vị nữ Vu Hoàng này, thu thân thể của nàng ta đây? Ma La Dư nhíu mày suy nghĩ, không biết phải làm sao. Trái ngược với hình thể của cô ta, thân thể vị nữ Vu Hoàng này thật sự rất khổng lồ, giống như thiên thần cao triệu trượng. Nếu đi đến cạnh thân thể của nàng, chỉ sợ Ma La Dư sẽ bị hơi thở Vu Hoàng ép cho tới mắt thường cũng không thể nhìn thấy. E là cả bảo hồn giới, bất diệt chi bảo cũng không thể chứa được thân thể Vu Hoàng khổng lồ như vậy, mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, lấy tu vi hiện tại của Ma La Dư và Diệp Phúc mà nói, thì cho dù có lấy được thân thể vị nữ Vu Hoàng này, cũng không thể tế luyện nó thành thân ngoại hóa thân được. Giả sử bọn họ có thể tu luyện thành công, cũng không có đủ pháp lực mạnh mẽ để mà thúc giục. Cô tuyệt cái niệm tưởng này đi. Diệp Phúc không vui nói, hắn nhìn khắp mọi nơi, chỉ thấy nơi bọn họ rơi xuống là ở phía sau vị nữ Vu Hoàng này. Thân thể vị nữ thánh vương này ngăn trước cửa chính Chuyển Luân Vương Thánh Điện. Khó tránh lúc trước đám người ma hoàng đến đây cũng không thể xâm nhập cướp đoạt sạch nơi đây. Mà ở phía sau nữ thánh vương lại rơi dụng những mảnh vỡ vu bảo to lớn, nguy nga như những ngọn núi lớn nhỏ. Những mảnh vỡ đó có khi là một bàn tay, cánh tay cụt, có khi là một cái đầu tàn tạ, có khi lại là thân thể cao lớn, còn lại là những món vũ khí rách nát. Có anh lạc tán cái, hoa cổ ngư tràng, thần sử bảo tỏa, kim linh kim cung, ngân kích bảo kỳ, ngọc châu hoa lam, bảo ấn giới xích. Đây là cấm bảo bán thành phẩm mà Chuyển Luân nữ thánh vương tự tay luyện chế, bị một trưởng của Chu Vũ Mục Vương đánh nát đi. Mặc dù là hơi thở hùng mạnh như thế của Vu Hoàng chấn áp, những mảnh vỡ đó cũng không hề thu nhỏ lại. Có thể thấy được cái cấm bảo bán thành phẩm này cách cấm bảo chân chính e rằng không còn xa. Đáng tiếc quá, cứ rơi vỡ như vậy sao? Diệp Phúc chỉ cảm thấy tiếc hận trong lòng. Mặc dù mạnh mẽ như Hạ Gia, từ sau khi Thiên Địa Dương Tam Đỉnh mất đi, hơn 10 vạn năm cũng không hề luyện chế ra được cấm bảo bán thành phẩm, chỉ luyện ra được 3 cái đỉnh cấp bậc Nhân Hoàng Chi Bảo. Mà vị Chuyển Luân Nữ Thánh Vương này lại có thể luyện ra một kiện cấm bảo bán thành phẩm, thậm chí có hy vọng trở thành cấm bảo chân chính. Cho nên món bảo vật này bị hủy đi thật là đáng tiếc biết bao. Trong những mảnh vỡ cấm bảo đó, những đoàn ngũ hành kim khí từ giữa nở rộ, ngũ sắc rực rỡ, giống như khổng tức xòe đuôi, đẹp không sao tả xiết. Đây là cấm bảo bán thành phẩm của vị Chuyển Luân Nữ Thánh Vương kia luyện chế, Vạn Bảo Thánh Tượng. Ma La Dư không nhìn thân thể nữ thánh vương nữa, hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm những mảnh vỡ vô bảo giống như núi lớn kia, thấp giọng mà nói: Vạn Bảo Thánh Tượng hoàn chính, đây chính là thánh tượng của thần Phật viễn cổ, có tổng cộng 24 cái đầu, 18 cánh tay, trong 18 cái tay đều cầm một kiện vũ khí, tác dụng khác nhau. Cha ta từng ở trong này thu được một vũ khí hoàn chính, chính là từ ngũ hành kim khí luyện chế mà thành, uy lực cực lớn. Đáng tiếc món bảo vật đó bị ông phá hỏng, sau khi luyện lại đã luyện thành một món vũ bảo khác rồi. Vạn Bảo Thánh Tượng sao?
thánh tượng của thần Phật viễn cổ. Trước mặt Diệp Húc không khỏi hiện ra một tôn thánh tượng 24 đầu, 18 cánh tay, cầm trong tay các loại vũ khí vu bảo. Có thể tưởng tượng, nếu món cấm bảo này luyện chế thành công, uy lực tất không phải là nhỏ. Khi thúc giục lên chỉ e rằng như thần Phật viễn cổ phục sinh, đại khai sát giới, chấn áp tứ phương. Nếu vị chuyển luân nữ thánh vương này thật sự luyện chế thành công kiện cấm bảo này, uy năng của nó chỉ e còn trên cả một số cấm bảo khác. Không biết chuyển luân tiểu thánh vương, bình đẳng vương, thái tử cùng đám cường giả không biết tên kia lúc này đang ở chỗ nào của thần điện rồi. Diệp Húc nhìn khắp mọi nơi nhưng vẫn chưa phát hiện bóng dáng đám người chuyển luân tiểu thánh vương, lập tức không quan tâm nữa. Những mảnh vỡ vu bảo đó giống như núi lớn cao ngất, nhìn như rất gần nhưng bởi vì thân thể đám người Diệp Húc bị hơi thở vu hoàng ép xuống, thực tế lại cực kỳ xa vời. Hơn nữa nơi đây tràn ngập hơi thở vu hoàng, cực kỳ hùng mạnh áp bách, chẳng những đừng mong có thể phi hành, thậm chí đi đường cũng cực kỳ khó khăn, cất bước gian nan. Diệp Húc lập tức thu Nam Thiên Môn cùng Ma La Dư đi đến một mảnh vỡ gần nhất. Đây là một cái đầu cực lớn, khá hoàn chỉnh, ngũ hành kim khí cũng cực kỳ nồng đậm. Thiếu Bảo, người nói nếu chúng ta thu hết mảnh vỡ vu bảo nơi đây, có thể khôi phục được diện mạo của món cấm bảo bán thành phẩm kia hay không? Ánh mắt của Ma La Dư chớp chớp sáng lên, cười nói. Diệp Húc lắc đầu cười. Lúc trước Ma Hoàng và một vài vị Đại Minh Tôn Vương đến nơi đây, lấy thực lực của bọn họ đều không thể lấy đi hết mảnh vỡ cấm bảo nơi đây được, huống chi là chúng ta đây, có thể thu được một mảnh cũng coi như là không tồi rồi. Ma La Dư gật đầu, nhìn khắp mọi nơi thật cẩn thận nói. Cha ta nói, nơi nguy hiểm nhất trong biển oan hồn không phải là Hoàng Tuyền Lộ, mà là tòa chuyển luân vương thần điện này. Có thể thấy nơi này nguy hiểm trùng trùng, ngàn vạn lần đừng có xuất hiện thêm một cái âm hồn nữ thánh vương không đầu nữa. Hai người cố gắng tiến đến phía trước, hơi thở vô hoàng dần dần yếu đi, nhưng hơi thở cấm bảo lại càng ngày càng mạnh. Bọn họ bị kẹp giữa hai loại hơi thở này, giống như cả người bị hai luồng lực lớn lôi kéo, gần như suýt bị xé thành hai mảnh. Loại áp lực này không chỉ ảnh hưởng lên thân thể, mà cũng ảnh hưởng xé rách tứ nguyên thần, hồn phách, thần thức bọn họ. Ma La Dư đã tu luyện tới pháp tướng, loại sức mạnh này thậm chí còn kéo được cả pháp tướng chân thân của nàng. Nhưng Diệp Phúc nhanh chóng phát hiện, đối kháng hai loại áp lực này, vận chuyển bản vương khai thiên kinh rất có lợi cho tu vi. Thử hỏi, trên đời làm sao có thể tìm được một chỗ có thể đối kháng uy áp của vu hoàng và cấm bảo để tu luyện bản thân đây. Dưới hai loại áp lực nơi đây, mặc dù là bản vương khai thiên kinh cũng vận chuyển chậm hẳn lại, nhưng mỗi lần vận hành đều mang đến chỗ tốt đều là thời kỳ tầm thường không thể nào tưởng tượng được. Không chỉ luyện hóa một lượng lớn thuần dương linh khí, khiến tốc độ tu luyện của hắn tăng vọt, thậm chí dưới loại áp lực này, tu vi cũng vô cùng tinh thuần. Ma La Dư cũng nhận thấy chỗ tốt khi tu luyện ở nơi đây. Diệp Phúc còn cần dùng thuần dương linh mạch để tu luyện, mà nàng thì trực tiếp hấp thu ma khí tràn ngập trong chuyển luân vương thần điện là được. Tốc độ tu luyện của cô không hề chậm hơn Diệp Phúc chút nào, không ngừng cắn nuốt ma khí nơi đây, bổ sung cho đệ nhất luân hải của mình. Thiên huyền địa hoàng, vũ trụ hoàng hoang, đại nhật doanh mãn, thần túc liệt trương. Đoạn lời này là nguyên tắc chung của bản vương khai thiên kinh do Diệp Húc khai sáng ra. Thuật ngữ khúc mở đầu giảng đại sự kiện sau khi khai thiên lập địa, mang cấm pháp quan trọng nhất của mình dung nhập vào bên trong quy tắc. Thanh chọc nhị khí, thanh giả là huyền, hóa thành trời cao, chọc giả là hoàng, hóa thành mặt đất, hợp lại một chỗ chính là huyền hoàng khí, căn cơ của vũ trụ, nền móng của bản vương khai thiên kinh của hắn chính là thiên hoàng địa hoàng. Mà hai chữ vũ trụ trong vũ trụ hồng hoang lại chỉ đại tiểu chu thiên tinh đấu cấm pháp. Chu thiên tinh đấu là vũ, mở ra không gian vô cùng vô tận, rộng lớn thênh thang. Tinh không trụ quang là trụ, thời gian năm tháng nhanh chóng trôi qua. Hai chữ hồng hoang là chỉ hoang man rộng lớn. Thái hoàng thần vương khai thiên ấn, thế giới do khí thế của hắn mở ra. Thiên địa sơ tích rộng lớn vô cùng, man hoang cuồng dã, có cự thú viễn cổ sinh tồn. Đại nhật doanh mãn, thần túc liệt trương, một câu sau kia chính là chỉ tinh đấu vận hành. Câu trước chỉ hạo thiên đại đạo chân kinh, diễn hóa ra liệt nhật cuồn cuộn, tam túc kim ô. Kinh văn phía sau chính là đem cửu chuyển nguyên công, đô thiên thập nhị thần sát, vạn kiếp vô lượng chân kinh, đại tiểu chu thiên cấm pháp, đán tâm pháp đó hết thảy dung nạp kết hợp. Đáng tiếc chính là kinh văn đứt quãng cũng không được hoàn thiện. Bản vương khai thiên kinh của hắn còn chưa toàn vẹn, nhưng nguyên tắc khúc mở đầu của kinh văn đã được Diệp Húc cân nhắc ra. Đợi một thời gian, nếu hắn trở thành vu hoàng, một loại cấm pháp hoàn toàn mới tất có thể sinh ra truyền lưu muôn đời. Diệp Húc chậm rãi thúc giục bản vương khai thiên kinh không ngừng luyện hóa thuần dương linh khí. Sao tu luyện lâu như vậy, không ngờ thuần dương linh mạch khuyết thiếu này lại bị ta tiêu hóa hết hơn 7-8 phần. Xem ra qua không lâu nữa, cái linh mạch này sẽ bị ta luyện hóa hoàn toàn thành tu vi, đến lúc đó lại lấy một cái khác ra vậy. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không để tâm, tiếp tục cần tu khổ luyện,
mượn uy áp của nữ thánh vương và cấm bảo vỡ nát để nâng cao tu vi thực lực của mình, rèn luyện nguyên thần, cường hóa thân thể. Nếu bị người khác biết được, hắn luôn dùng thuần dương linh mạch để tu luyện, hơn nữa không đánh linh mạch vào trong địa mạch, khiến linh mạch tự trưởng thành, chắc chắn sẽ phải chửi ầm lên hắn là đồ phá gia chi tử. Dù sao thuần dương linh mạch chính là căn cơ để thành tựu vu hoàng, các đại thánh địa ai mà không cẩn thận bảo hộ kiểu giai thuần dương linh mạch, chỉ sợ linh mạch khiếm khuyết đây. Những thánh địa đó ai không nhốt đánh linh mạch vào trong địa mạch, khiến thuần dương linh mạch không ngừng hấp thu địa khí để trưởng thành lớn mạnh, thậm chí còn phải cả cường giả canh gác nơi đây. Từ cổ đến nay chỉ sợ có mỗi mình Diệp Húc mới có thể xa xỉ lấy ra thuần dương linh mạch ăn từng miếng một như gặm những củ cải một văn tiền mua được 2 cân vậy. Bọn họ đi hơn 10 ngày vẫn chưa đi đến trước cái đầu sứt mẻ kia. Diệp Húc chỉ cảm thấy dương khí trong cơ thể càng ngày càng thịnh, trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Đây là dấu hiệu bàn vương khai thiên kinh của hắn sắp sửa đột phá. Ầm một tiếng, lại một vầng mặt trời từ trong biển mọc lên, một con tam túc kim ô thật lớn sinh ra từ trong mặt trời, kéo mặt trời bay lên. Hiện giờ trong thế giới, do khí thế của hắn mở ra, đã có 7 mặt trời, không trung dường như bị đốt cho cháy xém. Hạo thiên đại đạo chân kinh mà bản vương khai thiên kinh của hắn dung nạp cực kỳ mạnh mẽ. Uy lực của môn cấm pháp này hẳn là còn trên cả đại tiểu chu thiên cấm pháp. Hào quang của 7 mặt trời thậm chí át cả tinh đấu ngân hà, tinh hải đầy trời kia. Diệp Phúc chỉ cảm thấy sát ý trong tâm mình kích động, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá khỏi chấn áp của công đức kim luân và thập phương u minh, trong lòng không khỏi cả kinh. Cũng may công đức kim luân hắn đã tu luyện đến tầng thứ 7, độ cao đạo đức kim luân. 7 đại kim luân liên tục xoay tròn chấn áp sát niệm trong tâm của hắn xuống. Hai vị, niệm ở các ngươi từng chỉ điểm ta con đường tắt tiến vào chuyển luân vương thần điện, lão phu xin khuyên các ngươi một câu, nên sớm rời khỏi nơi đây đi, tránh cho bị mất mạng ở đây. Diệp Phúc đột nhiên nghe được một giọng nói già nua, ngẩng đầu lên nhìn đã thấy một lão giả ma tộc đang chạy tới vị trí mảnh vỡ vạn bảo thánh tượng rơi xuống. Như vậy cũng là định thu mảnh vỡ của món cấm bảo tổn hại này. Vị lão già ma tộc này có ánh mắt bất thiện, tràn ngập sát khí, hắn lên tiếng nói. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 115 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây và cũng là tập duy nhất trong buổi tối hôm nay. Mình đọc gộp thời lượng dài một chút để mình lấy thời lượng cho anh em nghe ngược với Minh Triều. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại vào 116 vào ngày mai.